Xin đi. Mới tới hả? Bé đó đâu rồi? Bé nào? Còn bé thực tập á. À, tới rồi, đang dưới bếp á. Trời ơi, nói nghe nè, sáng giờ có nói chuyện nhiều với con bé đó không? Không. Ừ, đừng nói, nhân nhỏ nó xấu tính lắm, đừng chơi chung đó nha. Gì vậy? Mà nó không kể gì đúng không? Không. Mà nó có kể cũng đừng tin nha. Nhưng mà kể chuyện gì? Chuyện là như vậy. Ôi đâu có chuyện gì đâu. Chuyện gì vậy? Không. Chuyện là như vậy nè. Ê, chuyện gì vậy? Ngày có không phải không phải dạ? Đi. Trời ơi, tới giờ đi gặp khách rồi, đi lẹ đi, đừng để khách đợi. Không phải, đừng để khách đợi, mình đi đi. Tạm biệt. Đi sớm hả? Đi sớm đi, đừng để khách đợi. Tạm biệt. Nè cô kia, chuyện đó không, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nghe chưa? Chuyện đó vui quá trời. Sao vui gì mà vui? Làm việc đi. Ghê quá, đừng có làm cái nết đó với tôi. Vậy thôi mà. Đi làm việc đi. Anh Sơn, em đã tới đây từ rất sớm và chuẩn bị bản thiết kế. Anh có thể coi giùm em không? Qua đây coi với em. Ủa? Em đã thức cả đêm suy nghĩ sáng tạo. Anh nói hôm qua nói cái gì cũng đúng hết á. Tại sao anh để cái đầu lâu vô đây? Em để đầu anh. What? Trời ơi trời, thấy ghê quá hả? Trời ơi, sửa cái này lại giùm đi. Em đói quá, em ăn được không? Ăn đi, thoải mái đi nha. Mà thôi, văn phòng công ty ăn ở đây họ dơ lắm. Để em ra ngoài, em ăn, em ngắm trời mây. Lỡ như có gặp đồng nghiệp nào thì em sẽ kể chuyện hôm qua đó. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Hello. Đây đang làm gì vậy? Tôi thống kê thôi. Tuyệt vời. Trời, tôi lúc nào cũng tuyệt vời. Ê! Hả? Làm gì vậy? Đâu có, để ý con đang làm việc không? Mi đang làm việc hả? Dạ. Anh làm gì vậy anh Sơn? Đâu rồi? Cái gì? Cái gì là cái gì? Ý nó là bạn thiết kế đâu? Dạ đây, thức cả đêm làm hợp anh nè. Ừ. Hai người đóng phim tình cảm nữa hả? Làm việc nha, đi kiểm tra bạn nha. Ê, yêu rồi. Mấy cặp đôi mà yêu nhau trong công ty tôi thấy bình thường, mà cặp mình thấy ớn. Tuyệt vời. Nếu mà người ngoài không biết đây là công ty sẽ tưởng đây là cái chợ luôn á. Sao mình nhiều chuyện quá vậy? Sao mình không đi làm việc đi? Tôi là trợ lý của sếp Lọt, tiếng nói tôi lớn lắm à. Đi ra ngoài luôn. Làm việc đi em. Đi ra ngoài đi. Ôi, có bánh ăn nữa kìa. Bánh tôi ăn sáng. Đi xuống ăn sáng đi, đói bụng đi sáng đi. Đi tranh thủ đi. Đi dẫn anh đi. Dẫn ba đi ăn đi. Đi. Ha, chúc hai người ăn miệng. Ha, rồi đi. Thì đi nè. Đi xuống xuống bếp ăn. Vậy thôi, chúc hai người ngon miệng. Anh Sơn, hợp đồng này em không hiểu. Không hiểu hả? Ăn cho sáng dạ lên, đói thì kiệt sức cái không có ăn được. Anh muốn bánh cho em. Ăn đi. Kể từ nụ hôn một hôm đó, anh đã không thể quên em được nữa. Ăn đi em, ăn cho son, chứ mình dặm son rồi. Thôi. Ủa sao vậy? Em sực nhớ ra, màu son của em mắc tiền lắm. Trời ơi, bây giờ nếu mà mình trôi son, trời ơi. Trời ơi, nhỏ cũng hiểm độc nữa, em ánh son đánh em. Còn son không anh? Đẹp lắm. Em biết mà. Nhưng mà em không ngờ là anh lại bày tỏ sớm như vậy và thẳng thừng như vậy. Em anh còn thẳng lắm, anh còn nhiều cái thẳng lắm. Em cứ yên tâm là đi làm trong công ty là tụi mình sẽ thăng tiến lẫn quan hệ cá nhân. Em muốn cái gì cũng được. Đổi lại anh muốn cái gì em cũng phải đáp ứng cho anh. Kìa anh ơi, mình mới quen có mấy ngày à, anh buồn bã như vậy em sợ lắm. Đâu có gì đâu em, tập từ từ quen đi, quan trọng là tụi mình trao đổi với nhau thôi. Nhưng có em, gì đâu, em là con gái nhành lành đó, từ từ thôi nha. Đúng rồi, nhưng em cũng muốn phải không? Đúng rồi. Không có ghê chứ. Ủa sao công ty chưa ai tới vậy ta? Anh Sơn ơi! Anh Sơn! Anh Sơn ơi, anh đâu rồi? Anh... Chị Sinh đi! Anh Sơn đâu? Quý chưa thấy, chắc còn trên phòng. Trời ơi chị ơi! Em phải đi tìm anh Sơn, em kể một chuyện khủng khiếp. Chuyện gì? Hôm qua, trên đường về, Em bị sàm sỡ. Cái gì? Trời ơi! Trời ơi, con Trà My! Nó bị sàm sỡ! Khủng khiếp lắm chị! Chị quên, lúc mà em tới bãi xe, em phải chỉnh trang lại thì lúc đó có một người vồ lấy em. Vồ lấy em rồi nó làm cái gì em không? Em không biết, lúc đó em sợ quá, trong cơn hoảng loạn em thụt vào cho hết á, em lên của hết á, em trong cơn hoảng loạn em đi tìm, em quay lại thì nó ôm mặt chạy mất tiêu, em chưa kịp nhìn thấy mặt. Chị ơi, em phải kiếm anh Sơn. Nói nghe chị nói. Nếu mà anh Sơn biết em bây giờ anh sẽ đau lòng. Đúng rồi, nhưng mà chị nói nghe nè. Thật sự thì chị cũng muốn chia sẻ cái niềm nỗi buồn này với em lắm. Nhưng mà chị cảm thấy tội nghiệp cho cái người mà tính vồ lấy em á. Chị thấy tội nghiệp cho người ta hơn á. Chị tội nghiệp không. Trời ơi sao? Hả, chị tội nghiệp em lắm. Mình sợ gì đúng nghe rồi. Cái chuyện này đúng Sơn rồi. Ơi, em bị người ta nghiệp. Anh Sơn ơi. Trời ơi. Cái tinh thần nó, cái đầu óc nó như vậy mà hơn là cái... Trời ơi. Ý. Trời ơi, cái mặt ông bị gì vậy? Không có gì. Ông có làm sao không? Không có sao hết. Chết rồi, thôi để tôi lấy một băng thuốc đỏ này nọ. Chứ làm sao? Thôi tôi đưa ông đi bệnh viện nha. Chứ bây giờ rối loạn lắm. Ông ở đâu ông xuất hiện ở dưới này, cái ông trồi lên rồi cái xong mắt ông bị bầm. Rồi bây giờ khỉ nè. Gì vậy? Ông là cái thằng mà biến thái mà Trà My mới... Đừng lại. Không có biến thái. Thật ra có nỗi lòng. Vậy nè. Tại vì á, hôm qua tôi thấy Trà My thoa cái cây son á, màu đẹp quá. Mà sắp tới sinh nhật nhỏ bạn thân, định hỏi coi cái cây son nó hiệu gì. Mà con trai mà đi hỏi người ta cây son hiệu gì nó kỳ. Cho nên mới lén lén đi theo, giống như mình ráng mình rình, mình coi cái hiệu là cái gì thôi. Ai dạng nhỏ tưởng sàm sỡ, nhỏ thụt vô mắt cái đau đớn luôn. Thấy chưa, cũng ông không đó. Thì thích thì muốn mua thì hỏi đại người ta đi. Rồi bị đặt đi rình rồi biết cái đầu óc nó đã không đàng hoàng rồi mà còn rình bị đánh là phải rồi. Không có được. Ê, nói nghe nè, nếu mà nó ra đây là đừng bao giờ chỉ mặt tôi nha. Từ đây có tôi không có nó. Hả? Ít nhất là tới khi tôi tan hết máu bầm. Anh đâu rồi? Chị. Anh Sơn, em tìm anh như thế tìm chim. Anh Sơn em ơi, bình tĩnh lại. Anh Sơn đâu chị? Anh Sơn, ảnh vậy rồi, ảnh đi ra ngoài luôn rồi. Anh đi ra ngoài? Không, em phải đi tìm anh Sơn để kể cho anh Sơn. Anh Sơn. Ủa? Rồi cái MV của hai người này chừng nào kết thúc? Dạng sự khởi đầu nan. Tuyệt vời. Anh Sơn. Em. Tuyệt vời, em bỏ cái đầu nan vô rồi hả? Dạ đúng nha. Em đẹp, em có quyền. Wow. Hôm nay em xuất sắc quá. Em nghe lời anh đó. Ồ, tự nhiên tình cờ anh lại có một cái máy ảnh trên tay. Wow. Có thể nào chúng ta ra ngoài chụp một bộ ảnh thật đẹp cho chúng ta không?